khi ấy cho anh đến thưa với thầy, con thấy có kẻ nhân danh thầy trừ quỷ mà họ không theo chúng ta nên còn ngăn cấm. Vậy thầy tính sao đây? Đừng ngăn cấm ai nhân danh thầy, vì ai trong trong đó là ủng hộ chúng ta. Ai cho con một ly nước vì lòng yêu mến, người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho kẻ bé mọn vấp ngã, thà buộc đá vào cổ ném xuống biển con hờ. Nếu tay hay chân làm gì tội cho con, thà mất đi một phần còn hơn kiếp đọa đày. Lời thầy dạy là hãy sống yêu thương, hãy cẩn trọng để đừng làm ai vấp ngã. Bước theo thầy sống đời tín chú, giữ lòng trong sáng chớ xa cám dỗ. Đừng ngăn cấm ai nhân danh thầy, vì ai trong trong đó là ủng hộ các con. Ai cho con một ly nước vì lòng yêu mến, người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu. Nguyện xin cho con sống theo lời thầy, yêu thương nhau và tránh xa cám dỗ. Dù có phải thiệt thòi vì yêu, xin giữ lòng con mãi tin.